Ốc cảm thấy mình rất là may mắn khi được làm một người bạn của Sam. Bắt đầu từ khi mà Ốc mang bầu bé thứ ba, bé Cacao, lúc đó là bầu rất là to rồi, 6 tháng rưỡi rồi. Và Ốc liên hệ với Sam bởi vì muốn được chụp một bộ hình dưới nước. Và sau cái ngày chụp hình định mệnh đó thì Ốc và hai vợ chồng Sam cùng với Phương đã thực sự cảm thấy rất là thân quý nhau, bởi vì chúng tôi đồng suy nghĩ, đồng quan điểm và có những cái thú vui cũng rất là hợp nhau nữa. Rồi đến khi mà bé Cacao tròn 1 tuổi thì Sam có tặng cho nhà Ốc một đoạn clip để ghi lại cái buổi tiệc sinh nhật rất là đẹp. Và cứ tiếp tục như vậy, những cái cơ duyên lần lượt đến và những cái bộ ảnh lần lượt ra đời. Ốc cũng có thương hiệu Ốc Mama, và trong những ngày đầu lập nghiệp thì thật sự là phải nói lời cảm ơn Sam. Lúc đó Ốc kinh doanh về đồ bầu và đồ sau sinh, và Sam hỗ trợ Ốc rất là nhiều trong việc cho ra đời những bộ hình siêu siêu đẹp và siêu siêu chất. Và có nhiều hôm chụp hình rất rất là cực luôn. Cả Ốc, cả Sam có thể là một ngày chụp tới 60-70 bộ đồ và như là kiểu bị tua nhanh vậy, nhưng mà Sam không có than mệt. Sam lúc nào cũng cố gắng, và khi Ốc nói rằng ủa cảm ơn Sam nhiều lắm thì Sam nói là thật ra là người Sam nể phục là Ốc. Cái đó cũng là một cái làm cho mình cảm thấy rất là ấm lòng, và mình thấy mình được truyền động lực ghê gớm lắm. Rồi một thời gian không lâu sau đó thì Ốc thấy thật là hạnh phúc vì chứng kiến là Sam đã trưởng thành như thế nào trên con đường là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Những bộ hình của Sam có cái chữ ký riêng của Sam, và Sam đã cùng với những cô dâu chú rể đi khắp mọi nơi trên thế giới để lưu lại hình ảnh đẹp trong ngày hạnh phúc của họ. Và có thể nói rằng là Sam là người đi tiên phong trong trào lưu chụp ảnh khắp thế giới cùng với các cặp đôi, và trong đó có cả cặp đôi Ốc và Rùa nữa. Thì mùa xuân năm ngoái, tháng 4 năm ngoái, Ốc và ekip của Sam Photo đã quay trở lại Hàn Quốc, và chúng tôi đã có một bộ hình rất là đẹp để đánh dấu chặng đường Ốc với lại Chí Rùa quen nhau 20 năm vào thời điểm năm ngoái. Và đã lâu lắm rồi không có được mặc đồ cưới và ghi hình trong một MV Mình Già Đi Cùng Nhau, sáng tác của anh Hoàng Bách, thì thực sự là ekip Sam đã giúp Ốc rất rất là nhiều. Và đó là những ngày tháng rất là vui, vì không chỉ là tung tăng khắp nơi để lưu lại hình ảnh đẹp, mà còn là những bữa ăn, là những câu chuyện, là những cái kỷ niệm mà chắc là sẽ rất là khó để mà quên. Rồi đến mùa hè năm ngoái lại tiếp tục lên đường. Chúng tôi lại đi đến Maldives và có những ngày tháng rất là tuyệt vời tại hòn đảo thiên đường này. Lên bờ rồi xuống biển rồi lặn với cá, bao nhiêu những cái niềm vui được gói trong những cái khung hình tuyệt đẹp của Sam. Và nói về kỷ niệm với Sam thực sự là nhiều lắm, không có nói hết được đâu. Chúng tôi còn hẹn nhau là sẽ chụp hình tại Mỹ này, tại Úc nè, rồi châu Âu nữa. Bây giờ thì mùa dịch, thành ra là cũng không có nhúc nhích được, nên thôi quyết định là đi gần hơn. Và trong những ngày sắp tới thì Ốc cùng với ekip của Sam sẽ lên Đà Lạt, và Ốc sẽ có thêm bộ hình gia đình của mình trên cao nguyên Đà Lạt. Ốc mong là sẽ được cùng Sam đi khắp mọi nơi để thấy thế giới của chúng ta thật rộng lớn và tươi đẹp. Và những bức hình của Sam sẽ lan tỏa và mang đến những điều thật là tích cực. Bởi vì trong những bức ảnh đó, chúng ta cảm nhận rất rõ sự ấm áp và chân thành của một người đàn ông dành cho gia đình của mình. Tình yêu mà anh ấy dành cho người vợ. Vợ của Sam là Phương, là nhà thiết kế Helen Phương, và là một cô nàng có thể làm được tất cả mọi thứ. Và trong Sam chúng ta thấy rõ về chân dung của một người đàn ông cầu thị, xu hướng và luôn tiếp cận, học hỏi và sáng tạo không ngừng. Một lần nữa, thương chúc Sam sẽ thành công hơn nữa và mong là tình bạn của chúng ta sẽ kéo dài mãi mãi. Cảm ơn Sam về tất cả những gì mà chúng ta đã trải qua. Cảm ơn Sam.